Chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây cụm chân sạc của điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro với tên mã là M1906G7G. Khi điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro lỗi chân sạc dẫn hiện tượng không sạc được pin, sạc chập chờn cũng không, cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0963434534, di động cao cấp .vn có tất cả linh kiện trên Xiaomi Redmi Note 8 Pro nói chung và phần chất sạc của máy nói riêng để mới với các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông thường nó chả bao giờ nó lỗi hỏng cả. Khi chúng ta dùng sai sạc rơi vào nước hoặc là chúng ta dùng không đúng sạc chúng ta cắm vào làm cho cái chân sạc lỗi hỏng thì cần phải thay mới. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ 0963434534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn xem video tại di động cao cấp.vn.